Đạn ghê đấy, sợ không có đối thủ. Không, mình không về. Cậu bọn mình cũng ở bên Angola, cậu ở đâu? Đá thua cô mình chấp một chân, mình vừa lò cò mình vừa đá. Cam kết gì? Cam kết gì? Cam kết là sao? Mình làm linh mục bên đấy à? À, mới chơi thì nên dùng flycam nào hả? Cứ tầm vốn tầm bao nhiêu? Nó có nhiều loại mà, quan trọng là vốn mình có bao nhiêu thôi. Ký bảo lãnh cho lôi đó à? Có ký hết rồi. Bây giờ mà lôi không được về là đi tò luôn. Đi tò là khỏi về Việt Nam. Giờ mình đang nơm nớp lo sợ đi. Mong sao cho lôi về bên này được chứ. Không về được cái là đi tò thật đấy. Tầm 3-4 tháng rồi. Là mai mốt là có chuyện trong tò. Văn Nam, chuyện trong tò. Mini ba bờ đồ bay anh đeo không? Dọc đó còn đi quay TikTok các kiểu. Được, ok. Nào mới bị sứt răng à? Đâu, cái răng này bị sứt lâu rồi. Ngày xưa đi trượt patin ấy. Nào cấp 2 ấy, đi trượt patin ấy. Xong rồi gạt chân nhau, té cắm cái mặt xuống về này. Cắm push, dậy sứt luôn miếng răng. May mà không gãy cái răng cửa chắc dở. Cô giáo chắc không quen đâu. Nghĩ giờ mình không có cái răng này sao nhỉ? Ôi cha, cái răng này. Cái răng này nó bị nứt lên tới trên này luôn này. Em đang tìm hiểu Mini 4 à? Mấy con mới ra ok mà. Mấy con nó càng nhiều cảm biến, quay bay nó càng dễ đỡ bị hư. Tuy tiền nó mắc tí nhưng mà an toàn. Văn Nam Vlog ngày lên tò, đúng rồi đấy. Văn Nam Vlog chuyện trong tò chứ. Đi sau về sẽ làm series kể chuyện trong tò cho các bạn nghe. Cô giáo mới bán hàng xong chắc đi ăn rồi, đúng rồi, chắc đi ăn rồi. Giờ đang hai tay hai cái đùi gà rồi. Vô sân làm cậu bé nhặt bóng. Thôi em sợ. Em sợ đá phát trúng em cái. Giờ xương khớp nó không linh hoạt rồi, có tí tuổi rồi. Đá trúng một cái rồi gãy kẽ xương. Ờ nhờ. Không biết đi tò có ngày về không mà kể chuyện này. Lỡ cho đi chục năm thì chết dở. Bên đó giờ sáng sướng ghê. Sướng gì? Ở đâu chạy vậy? Ngày có 24 tiếng thôi, có gì đâu mà sướng. Cứ cũng tối giống nhau mà sáng nó cũng giống nhau mà có gì đâu. Đi tò chạm góp à? Có luôn này anh. Làm gì? Có mà chả có. Đi 3 năm về nửa tháng à? Mới chưa phải là cam loại nào ổn em. Loại nào tùy mình có bao nhiêu tiền thôi. Có nhiều loại mà. Chủ yếu mua cái nào nó có nhiều cảm biến ấy. Của DJI ấy, nó có nhiều cảm biến tí là được. Mới bay chưa chắc tay thì dùng cái loại nào mà nó có nhiều cảm biến ấy. Cho nó đỡ bị đâm đụng, đỡ hư. Anh sợ gãy chân hùa đá à? Anh sợ gãy răng. Chân gãy thì còn bó bột được, cái răng nó phải trồng ấy. Bố lôi cho lôi ở lại Việt Nam luôn này. Chết dở. Còn này thì toàn. Bây phải là cam khó không? Dễ mà, ngày xưa mình bay mình toàn coi ITB xong rồi mình bay chứ. Anh ơi cho em xin ID Beer Brewer. Bấm gì hả? Cụ chơi bấm gì hả? Mất view, chán lắm. Bây giờ làm gì có view nữa đâu. Cô đơn. Nóng thật. Chạy mỡ hết rồi. Anh báo họng flycam rồi, đúng rồi. Anh bị hư flycam rồi, mấy bữa nay không bay. Ngứa tay, ngứa chân, mất cả nghề. Mới vô xem lại clip cô trên ITB của chú. Cảm ơn nhá, cảm ơn PPN nhá.
không biết khi nào mới quay chung lại được với nhau đây. Tầm 2 năm nữa. Anh cũng chơi bất gì à? Có chứ, trời ơi. Solo, vô đây solo. Cần hết mọi kèo bất gì nhá. Solo. Một chiến thần đấy. Bấp gì liên quân này, cái gì cũng chơi. Có kèo là nhận. Hai năm cô giáo cũng được được. Biết sao được giờ. Cuộc sống mà. Solo bấp gì đi à. Solo liên quân này. Thích. Cái gì cũng chơi hết. Có kèo là chơi. Không, không chơi tốc chiến. Chơi thì cũng khó từng chơi rồi nhưng mà không chơi nhiều, chỉ chơi PUBG với Liên Quân là chơi nhiều. Anh xin ID nhưng mà từ từ để coi mở lên coi ID. Tốc chiến đợt trước mới tại để chơi thôi, chưa chơi không chơi nhiều. Chủ là bán PUBG thôi, giờ ít bán đánh Liên Quân rồi. Live game có ai xem đâu. Chơi Liên Minh à? Có chứ anh, trời ơi, ngày xưa một chiến thần đi net đấy. Đột kích Liên Minh. Nói chung là một chiến thần. Không game gì là không chơi. Chiến thần mà, ngày xưa chiến thần chơi game ấy. Game gì cũng biết chơi hết. Trên máy tính hay là điện thoại. Bất cứ game gì. Free Fire à? Ngày xưa có chơi luôn nhưng mà giờ không chơi nữa. Giờ chỉ bán PUBG thôi. Y8 mà. Y8 là cái gì? Y8 là game đua xe hả? Phải chủ. Em là faker. Lôi giờ về Việt Nam lộng hành. Mình giờ không chơi lại lôi nữa. Game ID. Từ từ để anh vô đã, anh quên mất rồi. Lâu lắm rồi mình qua bên này mình có chơi mấy đâu. Qua bên này mạng lag lắm, chơi khó. Đây. Đây nha. Để xin ông lấy nét được này. Xin ông lấy nét đây. Xin ông lấy nét anh em ơi. Cái đi hả? Cái đi có bộ 3.7, 4 chấm gì. Lát lắm. Sao nó không lấy nét này? Nó bị gì đấy? Đây, để lật ngược cái cam. Thầy đang đá bóng. Rồi đấy. Rank thấp quá. Bên này có bắn mấy đâu. Mùa này mới bắn được có 77 trận. Cô à? Mình không biết đấy. Liên Quân à? Liên Quân cũng có luôn. Anh like đến sáng luôn được không anh? Có ai xem đâu mà like đến sáng hả?